Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ các thông tin chăm sóc sức khỏe tới cho các bạn. Và chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó chính là những loại thực phẩm gây mụn mà bạn nên tránh. Như mọi người đều biết thì mụn là một trong những cái vấn đề về da liễu mà chúng ta vô cùng khó chịu đúng không? Bên cạnh việc nó gây đau đớn cho chúng ta thì nó còn gây cho chúng ta mất tự tin, thậm chí là ảnh hưởng tới làn da của chúng ta. Chính vì vậy, việc làm như thế nào để điều trị mụn một cách hiệu quả cũng như là ăn gì để tránh gây mụn và những người mà có làn da mụn nên tránh ăn những cái gì đó chính là điều của rất nhiều người quan tâm. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về những loại thực phẩm gây mụn mà cần tránh nhé. Cái tên đầu tiên trong danh sách này đó chính là đồ ăn nhiều dầu mỡ. Đồ ăn dầu mỡ thì không chỉ là nguyên nhân khiến cho chúng ta mắc nhiều căn bệnh như là máu, nhiễm mỡ, sơ vữa động mạch mà nó còn là một trong những nguyên nhân khiến cho da của chúng ta bị mụn nhiều. Ờ, đồ ăn chứa nhiều dầu mỡ thì nó chứa rất nhiều các hoạt chất xấu, trong đó thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến làn da đang bị mụn của chúng ta. Đồ ăn nhiều dầu mỡ khiến cho cơ thể của chúng ta tích tụ nhiều độc tố hơn, làn da xỉn màu và tạo điều kiện cho mụn phát triển mạnh mẽ. Nguyên nhân là vì chất béo sẽ gây sức ép đối với các tuyến bã hoạt động dưới da, gây ức chế bài tiết kém nên làm da dễ sinh mụn. Với những tác hại cho làn da của chúng ta thì Kiều anh nghĩ rằng các bạn nên hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ trong chế độ ăn uống hàng ngày để chúng ta có một làn da khỏe đẹp hơn. Cái tên thứ hai trong danh sách ngày hôm nay đó chính là những loại đồ ăn đồ uống chứa nhiều caffeine. Ờ, những loại đồ uống chứa nhiều caffeine có thể như là trà, cà phê, sô cô la Caffeine nó khiến cho da của chúng ta dễ nhiễm độc hơn, đồng thời khiến da của chúng ta dễ bị nổi mụn. Caffeine là một loại chất có tác dụng kích thích tuyến adrenaline sản sinh ra các hormone gây căng thẳng. Khi cơ thể quá mệt mỏi, sử dụng nhiều caffeine sẽ khiến sức khỏe và làn da của bạn bị ảnh hưởng và hình thành mụn. Ngoài ra, caffeine cũng khiến bạn không ngủ được bởi chất này có khả năng hạn chế các giấc ngủ sâu. Khi bị mất ngủ, làn da của bạn rất dễ nổi mụn. Chính vì vậy thì Kiều Anh nghĩ rằng chúng ta nên hạn chế cà in ở trong chế độ ăn uống của mình để tránh việc là làn da của chúng ta bị sần sùi do tác động của những chất này. Cái tên thứ ba đó chính là muối. Muối là một trong những chất khiến cho da của bạn rất dễ bị nổi mụn. Mặc dù không thể phủ nhận những công dụng mà muối mang lại đối với sức khỏe của chúng ta, Tuy nhiên nếu như trong bữa ăn hàng ngày bạn sử dụng quá nhiều muối thì nó sẽ kích thích các tế bào của bạn bị sưng phồng lên, đồng thời khiến da của chúng ta bị dễ bị nổi mụn hơn. Và đối với những người mà đang trong quá trình điều trị mụn hay là chúng ta gặp vấn đề về mụn ở trên da thì nên hạn chế muối. Hàm lượng cao của loại muối sẽ làm cho tình trạng mụn trứng cá của chúng ta tệ hơn. Vì thế bạn không nên sử dụng quá nhiều muối trong thực đơn hàng ngày, bởi lẽ đây chính là thực phẩm gây mụn cần phải tránh. Thứ tư đó chính là sữa. Tưởng chừng như đây là một trong những thực phẩm vô hại, nó không ảnh hưởng gì đến làn da của chúng ta mà còn cung cấp nhiều chất dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, nó chỉ đúng ở việc là cung cấp canxi hay những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của chúng ta, nhưng trên thực tế thì sữa có khả năng khiến cho da của chúng ta bị mọc mụn nhiều hơn, cũng như là khiến tình trạng này của chúng ta nặng nề hơn. Chính vì vậy, nếu như bạn không muốn làn da của mình bị mọc mụn nhiều thì nên hạn chế sữa trong chế độ ăn uống hàng ngày trong sữa chứa những hóc môn có khả năng kích thích sự phát triển của mụn. Bên cạnh đó thì nó cũng thúc đẩy quá trình sản xuất insulin trong cơ thể của bạn, dẫn tới hiện tượng nổi mụn trên da. Vậy nên nếu da đang bị mụn thì bạn nên kiêng bớt sữa cũng như là loại bỏ thực phẩm này ra khỏi chế độ ăn uống. Thứ năm đó chính là đồ ngọt. Những loại đồ ngọt chứa nhiều đường thì bạn cũng nên cần tránh Bởi chúng sẽ là một trong những nguyên nhân gây ra mụn trên gương mặt của bạn Bởi lẽ đồ ăn chứa nhiều đường hay quá nhiều chất ngọt có thể gây đột biến trong quá trình sản sinh hóc môn Chính vì vậy sẽ khiến cho da của bạn nhiều mụn hơn thứ sáu đó chính là thực phẩm cay nóng đây chắc chắn là một cái tên không thể bỏ qua trong danh sách những loại thực phẩm gây mụn rồi bởi vì nó không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của chúng ta khi chúng ta sử dụng nhiều đồ ăn cay nóng mà những loại thực phẩm này còn dễ khiến cho da của chúng ta nổi mụn đồng thời khiến da của chúng ta xấu đi các sản phẩm cay nóng đồng thời cũng làm tăng lượng lưu thông máu lên gương mặt khiến mặt bạn trở nên đỏ ửng Chính vì vậy để giảm thiểu mụn, bạn nên ăn các loại đồ ăn cay nóng ở mức độ trung bình và quan tâm thường xuyên đến làn da của mình. Thứ bảy, đó chính là nước uống có ga. Nước uống có ga thì không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà nó còn có một số tác động nhất định đến làn da của chúng ta. Nước uống có ga chứa rất nhiều aspartame, một chất gây ra mụn trứng cá, đồng thời làm giảm nồng độ pH làm tăng mụn trứng cá. Uống đủ nước lọc lại có tác dụng rất tốt giúp chúng ta loại bỏ được những rắc rối này và cuối cùng trong danh sách những loại thực phẩm gây mụn cho da ngày hôm nay đó chính là những loại thực phẩm chế biến sẵn trong những loại thực phẩm đóng sẵn như thế này thì có chứa nhiều chất bảo quản đồng thời là còn chứa lượng muối khá là cao thế nên khi chúng ta sử dụng nó sẽ ảnh hưởng đến làn da của mình cũng như việc là khi chúng ta dùng quá nhiều thì da của chúng ta sẽ mọc mụn trứng cá thậm chí là rất nhiều vấn đề về da mà chúng ta không thể tránh khỏi Sử dụng nhiều đồ ăn chế biến sẵn sẽ gây ra nhiều triệu chứng như dị ứng, viêm nhiễm và mụn trứng cá. Bên cạnh đó, thực phẩm đóng hộp đi kèm với nhiều chất phụ gia, chất bảo quản và nhiều chất hóa học có hại. Những sản phẩm này cũng chứa nhiều thành vật chất béo và đường tinh chế, có thể gây ra các loại bệnh như tiểu đường, mỡ bụng và viêm nhiễm. Vừa rồi là 8 loại thực phẩm bạn nên tránh nếu như không muốn da của mình bị mụn tuy nhiên không hẳn là các bạn không được ăn những loại thực phẩm này mà thay vào đó chúng ta có thể ăn nhưng hạn chế đi và hãy nhớ rằng, bên cạnh việc hạn chế những loại thực phẩm như kiểu anh vừa kể thì chúng ta cũng cần có một chế độ ăn uống phù hợp hơn hay là sử dụng những loại mỹ phẩm phù hợp với làn da của mình để tránh tình trạng mụn trứng cá xuất hiện. Và nếu như các bạn muốn tham khảo thêm về những sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị mụn trứng cá phù hợp với làn da của mình thì có thể tham khảo tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Bởi những sản phẩm tại đây thì được phân phối chính hãng đến từ Hàn Quốc, thế nên các bạn hoàn toàn yên tâm và hy vọng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã giúp cho các bạn có thêm những thông tin hữu ích để chăm sóc làn da của mình. Chúc các bạn có một làn da khỏe mạnh, giữ được nụ cười trên môi. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau. Các bạn muốn tham khảo thêm thông tin về những sản phẩm đến từ Hàn Quốc thì hãy truy cập vào danh sách phát phía bên tay phải của Kiều Anh để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông nhỏ ở dưới đây để nhận được thông báo về những sản phẩm mới nhất. Những video mới nhất đến từ siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24h.